các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại clip tiếp theo của mình. Mình là Chuối đây. Thì trước khi vào clip, mong các bạn bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhá. Cảm ơn các bạn nhiều. Thì ở clip hôm nay, mình sẽ lại tiếp tục với series Trading Unit các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn một cái offer cực kỳ lỏ luôn. À không, tính ra nhưng mà với số lượng cực kỳ lớn nha các bạn. Thì đây, đây là 100 con basic camera human các bạn ạ. Nhưng mà con này có gì đặc biệt, bình thường nó chỉ giá 0 game thôi đúng không? Nhưng mà đây là một con 100 con basic shiny. À đây, quên mất, chơi nhiều anime đi fan đều nhầm luôn. 100 con basic shiny các bạn ạ, có nghĩa là 100 con basic này đều có chữ ký hết nhá. Và giá trị của nó hiện tại khoảng là 100 gem cho một con thôi. Nhà mình đã có gọi là 100 con, 100 nhân 100 là khoảng 10.000 gem cho 100 con basic size này các bạn ạ. Thì ở clip này mình sẽ mang 100 con này đi chơi để xem mình có thể nhận được những offer gì nhá. Và ở clip này mình vẫn sẽ giveaway cho 3 bạn may mắn mỗi bạn 1k gem. Thì các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và để lại comment kèm ID nhá. Và trên đây là danh sách 3 bạn trúng giveaway ở clip trước. Các bạn nhớ check box off field để nhận giải nha các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là làm ngay câu thần chú của mình lên để xem có dân chơi nào offer 100 con basic size này của mình không nha. Ui, vai, nếu mà mình đang săn sale thì mình sẽ bú con này các bạn ạ. Mình sẽ bú con này và mình sẽ sell lại với giá 199. Đấy, các bạn có người mua luôn. Bây giờ không biết có ai gọi là offer cho mình không. Bây giờ mình sẽ đi chase size CC for them. Vai, còn có lúc bây giờ 76.000 game cơ. Vai, ở đây 77.000. Bán kia 76. Ui giời, 100 con basic size này không biết có dân chơi nào offer không các bạn. Trông hơi toang đấy. Từ từ, mình sợ xem vào này không có cơ. Trading 100 basic size nhưng mà không ai chơi à. Mình tưởng là 100 con basic này sẽ gọi là tạo hứng thú cho người chơi chứ, nhưng mà không à. Trading Sigma. À đây, mình sẽ thử với cả con Sigma này nha. 3 con đi này. Để xem nào dân chơi này. For 100 basic size. 100 con basic size có ok không? Không, bây giờ mình sẽ thêm 20 con thôi. 20 con. Ok, điêu. Điêu. Điêu không? Điêu không? 30 con. 20 con. Thêm 10 con nữa. Thêm 10 con nữa. Vai. 10 con của mình bây giờ mình xa lem 100 gem một con. Thì là giá là khoảng 1k gem mà con này con tay được sim cộng á. Hết S rồi lại cộng à? 5 con nữa. Như nào, ok không? Ok chưa? Ok. Ok. Cái thằng này 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Từ từ, mình sẽ ép 100 con vào. Nhưng mà cái con tay từ Sigma này á, không có chuyện gọi là mình không có chuyện đổi 100 con basic này lấy một con Sigma đâu các bạn ạ. Mình gọi là sẽ flex vào đầu thằng này 100 con basic size của mình các bạn ạ. Cho nó hiểu thế nào là gọi là lễ hội. Từ từ cho up thêm cho luôn 100 con vào. Cái gì định bú kèo này á, không có đâu sói ạ. 100 con này sell rẻ cũng phải được 5k gem rồi mà con này làm gì được 5k gem. Ok, điêu chưa? Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Điêu chưa? 100 con basic size. Ok không? 100 yes. Yes. 100 con hay thằng này nó tưởng giá 100 gem. Nó tưởng 100 con này 100 gem. Hai mo, hai cái con cờ. Thằng này nó ảo giá cái con. Từ từ mình xem con Sigma đấy bao nhiêu tiền. 2k gem. Cái đậu xanh mày đừng để ông nóng. Thôi mình sẽ đổi server đây các bạn ơi. Đấy, gặp ngay cái dân chơi ảo giá con Sigma. Ê chứ. Đừng con đùa 100 con basic size này á. Gặp dân chơi vẫn bú hết đấy các bạn ạ. Chẳng qua mình offer để xem cái ông đấy ông ấy muốn như nào thôi. Ui giời, 100 basic size for good offer. Who won? Đây rồi. Dân chơi. Add luôn 100 con vào. Muốn đổi cái gì thì báo. Add luôn 100 con. Muốn đổi cái gì thì add vào. Vãi, mỗi lần mình click thế này mỏi tay quá các bạn. Biết thế mình cầm 10 con thôi. Nhưng mà 10 con này nó lại không giá trị. Nên là mình phải cầm số lượng lớn các bạn. Ví dụ 10 con này nó giá trị thì mình sẽ cầm 10 con thôi nhưng mà nó lỏ quá nên mình phải cầm 100 con. Nào. Ad đi, offer đi. Offer đi, mất công tao ép vào tí mày deadline thì tao bực lắm nha. Đừng có giỡn mặt nha. Offer.
Offer. Offer. 100 con thôi. Ôi giời. Ép vào. Ép vào con này có 200 gem. Nghĩ một con này 2 gem à? Ai lù. Thôi tít này cũng cũng gọi là 2k gem. 2k thì không được các bạn ạ. Nếu mình sell rẻ cái đống này của mình 50 gem một con ấy thì mình cũng phải được là 5k gem 100 con này. Mà đây để mình thử ok thử nhá. Mình thử ok thử nhá. Em có đồng ý không? Ui giời, deadline. Ôi giời, sai lầm tuổi trẻ. Sai lầm tuổi trẻ khi deadline cái kèo đấy. Mình thử thôi các bạn ơi. Thử thôi. Chơi Silent Tick, Clock and Green for 3.000. À, Tommy à. Xem Tommy có ok không. Tommy ok luôn. Để add end offer và xem Tommy có đồng ý không nhá. Để xem Tommy này có đồng ý không các bạn. Ui giời, mỗi lần click 100 con này gãy tay. Này đù, thấy mình ép basic vào không thèm chơi luôn à? Không thèm chơi luôn à? Thế thôi bây giờ mình sẽ đứng ở đây pot lên một tí xem nào. Em mình tiện săn sale luôn nhỉ. Lên săn sale tí không anh em? Lên săn sale tí không? Ui giời ơi, nhưng mà sale này toàn sale lỏ luôn. Vãi, con Titan Clover này lên giá các bạn. Đắt thế nhỉ? Thôi. À đây, đang định chuyển server. Có dân chơi. Đây rồi, dân chơi nào, cứ dân chơi nào chơi là mình bú luôn. 100 con basic size này gọi là cũng giá trị đấy chẳng qua. Nhưng mà ví dụ nó mà không có size, không có chữ ký ấy, thì nó chỉ đáng giá không game thôi. Nhưng mà khi mà có chữ ký vào thì nó vẫn đáng giá không game các bạn ạ. Mà có chữ ký vào thì nó vẫn đáng giá không game. Sigma boy à, đù, mình sẽ gọi là đi offer đi. Bây giờ gọi là mình sẽ đi offer để xem nào. For 100 basic size. Để xem nào, trước khi gọi là ad vào thì mình sẽ chat lên trước. Không tí mình mất công click vào, người ta lại không đồng ý các bạn ạ. Người ta lại gọi là hủy đi, mình mất công quá. 100 con basic size thôi, có gì đâu. 100 con basic size thôi mà, có gì đâu. Con này 4k gem, mình muốn kèo khoảng 6-7k gem các bạn. Vì không thì mình lỗ mất. Kèo khoảng 6-7k gem thì ngon. Không có ai offer gem cho mình con này nhỉ? À, tí mình thử treo bán với giá 100 gem xem có ai mua không nha. Mình thử treo với giá 100 gem xem có ai mua không nha các bạn. Để xem nó có đúng giá không nha. Không các bạn lại bảo mình con này không giá trị, không đáng 100 gem. Deal. À bây giờ nhá. Mình bây giờ chỉ cần có người accept con này thôi. Các bạn biết giá trị của nó đến đâu nha. Deal không? 100 con sai luôn đấy. Con healer 4k luôn đấy. Không deal thì thôi, không deal thì hủy đi. Không deal thì hủy, mất thời gian, mất công người ta gọi là thêm vào. Giờ bây giờ mình sẽ sell thử nhá. Sell thử 100 gem cho một con sai, cho một con có chữ ký để xem có ai mua không. Mong là gọi là sẽ có người mua để gọi là biết cái giá trị của nó ở mức nào các bạn ạ. Mà bình thường ấy, nếu mà người cần ấy, người ta sưu tầm ấy, người ta sẽ mua nha. Còn cái người không thì mình không biết. Người không thì tất nhiên là không mua. Cứ treo, à thôi, treo một con thôi. Chẳng may có người mua hết của mình thì lủng à. Từ mình sẽ post lên tiếp. Không có ai chơi à? 100 con basic nhưng đủ rồi đâu. Nếu mà thu được với gọi là giá rẻ thì lụm được với giá rẻ thì ngon. Ui. Các bạn ơi, không phải con basic này nó gọi là sao nhỏ lốt lỏ đâu. Nhưng mà cái basic ấy mà có chữ ký ấy, thì nó lại là một câu chuyện khác. Từ, chắc mình đổi server thôi. Các bạn ơi, mình thấy server này có ông Trading CC, Trading Corrupt. Mình sẽ thử chơi với ông này xem nào. Xem ông ấy từ, bây giờ mình sẽ gọi là add 100 con basic size này. 100 con basic size này để xem người ta có đồng ý không nhá. Mà chắc gọi là mình thêm 100 con vào thì có khi người ta deadline luôn các bạn ạ. Thế mất công người ta thêm 100 con vào thì là cho con group vào đây. Đồng ý hay không thì nói một lời chứ. Thử mình sẽ add đủ 100 con đi để xem người ta ý kiến như nào nhá. Mình thấy ông này gọi là đang post gọi là group for good offer. Đây good offer đấy. Mà offer lỏ. Thế đâu mình bú được kiểu ngon đúng không các bạn. Cứ bừa đi đúng không, làm liều đi. Chẳng may gặp gamer thì chúng ta bú thôi.
Bro. What? What? Bro luôn mà các bạn, bro luôn mà. Bro luôn mà. Let's valid IT. Lâu bro, cái đậu xanh lâu lâu thì thôi. Lâu thì thôi, tôi cũng chẳng cần. Tại vì tôi biết giá trị cơ mà, tôi giả vờ tí thôi. Vãi thật các bạn ơi. À, đấy các bạn thấy không? Mình treo con này 100 gem có người mua luôn này. Đấy, bây giờ thế là mình không chơi nữa. Mình sẽ đi sell các bạn. Mình sell luôn. Ảo thật đấy. Đấy các bạn không tin. À thôi, mình chỉ gọi là làm tin cho các bạn thôi. Chứ các bạn lại bảo là không tin là có người mua 100 gem. 100 gem cho một con basic size. Có đấy nha, có thật. Ơi các bạn thấy không? 120, 180 bảo sao mua của mình 100. Thôi thôi, mình post lên, mình post lên. À, mình không nhớ tên cái ông vừa mua của mình nhở. Mình chơi cho ông đấy, mình offer ông đấy. Xem có khi ông đấy là người có offer ngon đấy chứ. Ảo thật đấy. Ê, hết cứu luôn. Theo thử thôi, mua thật à? À, bây giờ, ui, bây giờ toàn cái gì đâu ấy. 100 basic này, ai bú đi. Thế chứ. Thôi chứ mình lại đổi server đó. Tí nữa kiếm được kèo ngon. À, bây giờ mình còn 99 con thôi, lấy đâu ra 100. Thôi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đổi server. Khi nào kiếm được kèo chơi ngon thì mình sẽ quay lại nhá. Ui giời, basic server này còn 500 gem đây này các bạn ơi. Tính ra mình xem 100 vừa nãy là rẻ ấy chứ. Bảo sao có mua đấy các bạn. Khi mà gặp cái người cần ấy, cái người sưu tầm ấy, kể cả 5.000 gem người ta cũng sẵn sàng bỏ ra. Không, 500 thôi các bạn ơi. 5.000 hơi quá. Thế là mình bây giờ còn có 99 à. Mình post tiếp thôi. Mình post tiếp, cứ để 100 đi. Có khi người ta cũng không đếm đâu các bạn ạ. Cái gì, Bernard, sao lại tên giống mình đấy. Banana One Fan. Đủ. Fan mình à? Fan mình à? Trading 100 basic. Trading 100 basic. Hi thì hi thôi. Bye. Quả tên giống mình thật đấy các bạn ạ. Không biết là hay bạn này biết mình nhỉ? Yes. For good offer. Ủa, người Việt mẹ tí này gọi là biết nick mình thì to đấy các bạn, không biết có phải biết biết mình không? Với cả đây nick phụ thôi, mình dùng nick phụ. Sai sai cái gì? Only insect là cái gì? What only là cái gì? Là cái gì? Thế tiếng Anh đã rốt rồi. Đây một 100 con à, 99 thôi, mình cứ bốc phét là 100 con các bạn. Chắc gì người ta đã đếm. Người ta gọi là chắc gì đã đếm đủ đúng không? À không, tí mình thêm 100 gem vào là được. Tại vì nãy mình lỡ sale thành 100 con. À, 100 gem. Offer đi, offer. Offer đi. 100 con real chứ còn gì nữa. Vai, tính ra mình cầm 100 con này là nhiều đấy. Là nhiều đấy các bạn ạ. Không phải ít đâu. Mà đây không biết. Không biết có phải fan mình không. Bernard nào One X fan này. Yes, thằng nói lắm thế. Yes. Nói ít thôi, offer. Offer đi, không tao deadline này. Offer dùng cái. How much on the in-sell? 500, đúng không? Mình vừa thấy 500. 100 it same 50 KVM. You can see in Plaza. Whale me một à, whale luôn các bạn ơi, whale luôn. Ok, whale luôn. Thằng này không biết đâu, người ta còn bán 500. Đúng rồi, ngon. Bây giờ thằng này nó ngố, nó mà xem ở đây 500 ấy, xong nó ra chơi với mình thì 100 con của mình với giá là 50.000 game. Ui, nó chơi lại luôn này. Juicy. Mày thấy chưa? Mày thấy 100 con của tao. Yes, you. Cái thằng ngố này. Tao scam mày biết được. À không, đây có phải scam đâu các bạn. Nhưng mà mình gọi là chơi cho nó 100 con thật mà. Mình đâu có scam. Ui hay bạn này fan mình nhỉ? Chắc không phải đâu chứ. Ngố này fan mình thì hỏng. Fan mình gọi là chắc là toàn người đẹp trai thông minh ấy, nhưng làm gì có thằng ngố ngố này. Wow, Ambic là cái gì? Thằng này Ambic là cái gì?
offer, do offer. Không không offer, mất công tí thôi, ép vào tí mày lại hủy đi. Ui ngon, hai ui good, ui hyper sai. Ui ngon 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 ngon. À, bây giờ mình kêu mình chịu lỗ là cái gì nhỉ? Mình kêu mình chịu lỗ là cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Chịu lỗ là cái tiếng Anh là cái gì nhỉ? Chịu chịu chết chết ít 100 100 basic you can sell for 50 KTM 100 basic can sell không tra được nhỉ 100 basic 50 KTM bye you can do it can do it can do it mình bắt nó ép các bạn ơi tại vì I really trust cái gì trust là tin tưởng à tin tưởng vào mình à các bạn cái thằng này nó tin mình à ui cái thằng ngố này ăn quả mình béo rồi các bạn ơi kèo béo này cộng 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 đi mình cộng cộng rộng mình hyper size 100 basic size xem 50k xem 50k gem ui cái thằng này nó tưởng là mình 100 con này nó sale được 50k con hyper bây giờ chỉ có giá 20 ui thế là mình lời đúng không nếu mà mình xem ôi ok đi ok thôi ok ok tao chịu lỗ I help you I love you thôi tào lao ok thế thầy nó scam mình nhỉ hay mình mới là con gà các bạn mình mới là con gà mới là con gà trong cái vụ chơi này các bạn nát nát là cái gì nát là no à thôi rồi ăn quả scam vào đầu rồi ui đồng ý à ui thằng này nó có scam mình không scam không ui 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 bú nice. 99 con cái thằng ngố này đâu nhỉ nó đâu nhỉ các bạn nhỉ nó đâu nhỉ mình ra khẻ nó phát ui đây nó mình thấy nó đây mà nó cái gì burner à mình tưởng fan mình cơ nhưng mà kéo phải các bạn ạ nó không tưởng kiếm lời ạ ngủ vãi bây giờ ui nó thấy ở đây 500 ngon đấy server này đang bút sức là bút bẩn cho mình à thấy nó thấy 500 ui bây giờ mình xem con hyper 20.000 là mình lời 10.000 rồi thôi các bạn thì clip này là clip mình chơi ring 100 con basic và mình đã bú cái kèo này các bạn ơi thì theo các bạn kèo này có ngon không thì các bạn nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo nha bye bye.